các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm hoạt động xem thú ban đêm ở vườn quốc gia Cát Tiên, và cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu về hình thái, tập tính sinh hoạt và tình trạng ngoài nai hiện nay. Để có thể xem thú vào ban đêm thì cần có đèn pha sáng và chiếu xa, vì trong rừng khoảng không gian rộng và các loài thú thường sợ tiếng động và con người nên cần có đèn pha để quan sát chúng từ xa. Nếu không, chúng sẽ chạy sâu vào trong rừng khi thấy tiếng động và thấy con người. Và chúng ta sẽ đi xem và tìm hiểu về loài nai đen ở vườn quốc gia Cát Tiên. Nai đen có danh pháp khoa học là Rusa ulicolor equilu, là một phân loài của loài nai Rusa ulicolor, phân bố ở vùng Đông Dương đến bán đảo Malai. Đây là loài nai bản địa có ở Việt Nam, ở phía Bắc. Nó được người Thái, người Lùng gọi là tu quang, người Dao gọi là tàu dài. Hiện nay ở Việt Nam, nai được coi là một loài động vật quý trong rừng nhiệt đới. Chúng bị săn bắt rất nhiều ở Việt Nam để lấy thịt. Thịt nai thì được coi là một loài thịt rừng khoái khẩu. Ở Việt Nam, trước đây khi rừng còn nhiều, có rất nhiều nai, đặc biệt ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhất là vùng Đồng Nai. Tên gọi địa phương Đồng Nai được đặt do ngày trước nai phân bố rất nhiều ở vùng này, nhưng do sự săn bắt bừa bãi nên số lượng nai giảm sút rất nhanh. Hiện loài này đang được ghi trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN ở mức VU, nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Vì vậy, loài nai hiện nay đang được cấm khai thác, đánh bắt dưới mọi hình thức ở Việt Nam. Nai là một loài động vật ăn đêm, thức ăn của chúng là thực vật, chồi non, lá non, cỏ non và quả chín. Khi chúng ta soi đèn vào chúng thì chúng thường không chạy ngay và ngước nhìn quan sát xung quanh, sau đó chúng sẽ chạy đi, hoặc chúng sẽ chạy đi ngay nếu ta tiến lại gần. Nai cái và nai đực có sự khác nhau về màu lông. Nai cái thì lông sáng hơn và không mọc sừng. Con đực lông sẫm hơn và bắt đầu mọc sừng khi được 2 tuổi. 20 tháng tuổi thì thành thục. Cặp sừng dài, mỗi sừng 3 nhánh, mọc tạo thành chữ U và dài khoảng từ 70 đến 80 cm. Khuôn mặt của nai khá dài, đôi tai dựng đứng, mắt to, trông rất hiền lành. Nai đen có thân hình cao to vững chắc, chúng thuộc loài to lớn trong họ hươu nai, với khối lượng từ 80 đến 220 kg và chiều cao từ 100 đến 140 cm. Nai có lông và da màu nâu đen, có màu nâu nhạt ở phần dưới cằm, phía trong chân, giữa hai mông và phần dưới đuôi. Bộ lông dày và sáng hơn vào mùa lạnh, nhưng mùa nóng nhiều lông rụng, vì vậy nhìn những con nai có màu tối hơn. Nai cái và nai con có màu sắc lông da nhạt hơn so với con đực. Nai có hiện tượng thay lông hàng năm, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm. Trước khi thay lông, bộ lông cũ bạc màu đi rõ rệt, trơ lên sơ xác. Sự thay lông còn diễn ra thành từng đám nham nhở. Mắt nai to trong sáng, tuyến nệ rất phát triển. Khi trong đàn nai cái có con động dục thì nai đực có khối tuyến nệ chảy xệ xuống nhìn rất là rõ. Trọng lượng nai đực từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi thì cao hơn nai cái. Về tập tính, nai đen rất nhút nhát và hiền lành, thính giác, khứu giác của chúng phát triển tốt. Đặc biệt, chúng hay nhát sợ người, chúng khó tiếp cận, thận trọng khi nhìn thấy người từ xa. Chúng đã tìm cách lẩn tránh nhanh, mặc dù có thể đã được con người chăm sóc hoặc nuôi dưỡng từ lâu. Nai đen có thính giác và khứu giác phát triển nhằm giúp chúng nhanh tránh được những nguy hiểm nếu bị kẻ thù tấn công. Nai thì thường sống theo nhóm từ 1 đến 3 con. Nai đực không đóng vai trò trong chuyện nuôi, việc nuôi con của chúng. Chúng chỉ giao phối với nhóm nai cái trong thời gian động dục. Mùa động dục của nai đực thường ăn ít, tính tình thì dữ tợn, có khi gây nguy hiểm cho con người.
Môi trường sống thích hợp trong tự nhiên của Nai là trảng cỏ, rừng thưa có nhiều cây và cỏ non. Ban ngày, Nai thường tìm nơi yên tĩnh, kín đáo và an toàn để ngủ và nghỉ. Ban đêm tìm kiếm thức ăn và những hoạt động khác. Nai chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Nếu đêm trời có trăng sáng thì Nai sẽ đi ăn muộn hơn so với đêm trời tối. Trời nóng hoặc lạnh quá thì Nai sẽ ăn giảm đi. Trong tự nhiên, Nai ăn tạp, sức đề kháng cao và ít mắc bệnh. Mùa động dục của Nai thì 2 lần trên năm, tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 7 đến tháng 9. Nai mỗi năm đẻ một nứa, mỗi nứa đẻ một con, ít có trường hợp nào Nai đẻ 2 con. Nai là một loài động vật đơn thai, mùa động dục của Nai thay đổi theo vùng địa lý, khí hậu và điều kiện môi trường sống.